Xin kính chào quý thầy cô, dưới đây là bản giáo án đầy đủ cả năm, môn đạo đức lớp 3, bộ sách Cánh Diều. Bản giáo án này do các thầy cô của kênh giáo viên biên soạn. Như trên màn hình chúng ta có thể thấy giáo án có bài đầu tiên, chủ đề 1, em yêu Tổ quốc Việt Nam. Bài 1, em khám phá đất nước Việt Nam, 3 tiết. Nội dung bài học của chúng ta sẽ có những phần như sau. Chúng ta sẽ cùng xem qua bản giáo án của chủ đề số 8. Tuân thủ quy tắc an toàn giao thông. Bài 11, em nhận biết quy tắc an toàn giao thông 2 tiết. Bài số 12, em tuân thủ quy tắc an toàn giao thông, 2 tiết. Thầy cô lưu ý rằng, giáo án khi tải về là giáo án bản quốc. Thầy cô có thể dễ dàng chỉnh sửa tùy thuộc theo chương trình học của địa phương mình. Và để soạn được giáo án này, nhóm giáo viên mất khá nhiều thời gian và công sức. Do vậy, giáo án có mất phí. Ngoài ra, chúng tôi có đầy đủ giáo án các môn của bộ sách Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo và Cánh diều. Nếu quý thầy cô quan tâm, vui lòng liên hệ theo số Zalo trên màn hình hoặc truy cập vào website kênh giáo viên.com.